Thì đó, từ hôm đó hả tôi á? Đâu? Này có ngọt hay cắn lên? Thì như là cắn không chắc thì cắn. Dạ, cắn không hả? Dạ, cắn không chắc thì cắn không. Nhà nó giòn. Nó không có dễ dặt, nó không bé mà vậy. Nó tét, nó dễ dặt, nó ngon. Mà nhiều gói chứ. Chứ cái thái gì đó, tết á, tết gói. Nếp rồi cũng như vậy, nếp rồi cũng có như vậy, mà nó không có dẻ. Mình để làm chút ăn cơm. Chiếc nguyên cây quay sao rồi chứ đi vậy? Chưa có bằng tí nữa. Chưa phải. Không được không? Chân vui. Ráng có điều kiện để thưởng chức hả? Ráng mà nếu mình ăn vậy đâu có điều kiện vừa đi. Xong cái giỏ thì tới đổng chèo luôn. Sẵn cô ở đây làm liên tục 2-3 ngày luôn. Thế mình mấy chị đổi giùm em đi chị. Nga với quay liền liền. Sao quay ngán miệng không cho ăn mày? Cái con anh ấy. Hình hình hẹn mẹ. Thường mà cô dì ba miệng xấu quá à. Mấy bà bên đây chưa thương. Quay dì hai mấy bà đây nè. Nãy ổ bên nhà không nè. Để tôi ngồi ghét vô đựng cho ngồi đó ngồi hai miếng người như vậy. Tao xích ra được rồi. Thấy trường mang ghê không? Cái gì ba không đó. Nha, quay cho em nha, quay ngay em nữa. Đây. Con chạy uống đất nước. Con, ra kia con. Con tập cái đập con. Con này đi cho nghe. Tự nhiên em lên. Hôm nay cho đến đây đến cái chỗ cái chỗ này ta một cái không mày giúp cậu. Hôm nay là cái gì đó? Chắc nó đi được chơi rồi. Thank you.
Thank you.
Dạ, tháng rồi đó, đây. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Mình đang chơi đó. Mình đang chơi đó. Mày né không còn nữa mà. Né 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 mà. Qua mà nhiều kiếp cũng đang mòn luôn. Qua. Cầm ăn cầm ra. Thôi, đi. Mở lên là lên quá, chị mày xuống đi thẳng. Ờ, đúng rồi, đi ra. Qua thẳng ra bàn. Để đợi nó mà bàn gì kiểu này là không có sót ai hết đó. Xuống bé bé.
Thôi giờ anh phải lo cơm lấy giang sang, em yên lòng ở lại Gia Trang và đón đợi ngày vui tay hồn. Nếu chàng phải ra đi vào mùa lá đầu thì mãi mãi em sẽ là kẻ đợi chàng bên cầu tài bế con thơ. Thank you.
gió quang trần tâu trắng ân quyết một phen thân hùng có quyền thị hình mắt sạch đau đỏ tóc băng lên chiếc hay quà thân thờ lưỡi ung Oh,
hơn đúc khúc đức đảnh gì đó. Nhưng có gì thì quý vị sư phụ cũng thông cảm cho em. Đó là bài Võ Đông Sơn và Thu Hà mang tên là theo điệu Long Ngâm. Xin quý cho đảnh hôm nay để coi vui. Xin mời nhạc sĩ Thanh Phong lên đàn cái đàn sến cho nó thêm cho phong phú. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
làng tương làng thúc thật rồi gặp làng tình bề ai ăn làng tâm đâu tiền bằng đâu cho đẹp tâm đầu hai bên gặp nhau chưa thỏa lòng hoài dòng đuổi thai chàng đi sinh tử trần chồng thân vì nước vợ vì chồng tử tiết hại tâm hồn chồng vợ liên quanh thi tân hoàng tề siêu sắc phòng gió đông sơ bạch thu hà đại công xin lỗi sư phụ nghe quên mấy câu sao anh đang gặp gặp niềm vui khi ăn phúc là chồng lên đón sơ ngày mai đây trở quê hương ơi tặng thứ trời to mà chẳng mong ước nhớ hè tại sao cánh đồng quê bỏ bay thẳng trăng con mẹ cũng về đồng ruộng để tiếp tục chương trình mời anh Bình vô ca. Thank you.
tôi đứng trước cổng vườn xưa mở cửa mang mát còn đôi chiếu này tôi biết không tặng cho ai nhớ năm ngoái nghe vừa tới chậm không ngã bảy cô đã tươi cười dẫn tôi đến tận nhà cô đưa tôi vào số phòng riêng để đo đi chiếc giường gõ đỏ và cô đặt làm đôi chiếu cô hỏi qua giá cả tôi trả lời giá rẻ làm quen năm hôm sau khi tôi sắp sửa lui ra cô còn đứng trên bến dặn dò tỉ lưỡi sau khi cô đã quay ngót chiếc áo bông thường cũng bức dạng sau mấy lần trẻ cô có biết đâu tôi đã lấy nón lá che ngang để giấu đôi dòng nước mắt vì không muốn bạn quên thiên hạ họ cười tôi là một kẻ suy tình khi hỏi lại sớm riền tôi mới biết cô theo chồng đã được 400 qua mừng dám nô sai hẹn với người ta mà họ đành chọn bỏ nhà đi xứ cõi lòng tan nát bước chân đi như thể xác không hồn nước mắt tuôn rơi ngoài sao lai mắt
dẫn hướng về nẻo phố vườn xưa. Ở nơi con sông cũ hẹp chảy xa bãi ngã thì để lòng tôi cũng ngại tu dần. Coi biết được tâm lòng của tôi khi tôi đây mỹ hiểu bên trên nhà bay. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.